chân bị khuỵu, nhìn rất là buồn cười luôn. Không hiểu chân nó bị làm sao luôn các bạn ạ. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Văn Sáng Vlog. Hôm nay một cái chủ đề rất là tình cờ, đó là về vấn đề trả góp. Thì như hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn, mình đã mua cái chiếc Samsung A35 này với cái giá là 6.290.000 ở trên Shopee. Mình đã mua được giá rẻ hơn ở ngoài thị trường khá nhiều, trong khi Thế Giới Di Động đang bán cái chiếc điện thoại này với giá khoảng là 7.990.000 thì phải, suýt soát là 8.000.000. Rồi Hoàng Hà Mobile là một cửa hàng mà mình cũng thường xuyên mua điện thoại trước đây, họ bán 7.290.000, nghĩa là bán đắt hơn cái giá của mình là khoảng 1.000.000. Và Hoàng Hà vẫn cứ rẻ hơn ở bên Thế Giới Di Động. Đó. Thì trước đây một thời gian rất là dài ấy, mình mua điện thoại thì cũng đều đến Hoàng Hà mua thôi, vì thấy giá là nó là rẻ, gần như là rẻ nhất thị trường, mà nó cũng khá là uy tín ở Hà Nội. Còn bây giờ thì điện thoại mình đã không còn mua ở đấy nữa, bởi vì mình biết là ở đó không còn là rẻ nhất nữa. Thì mình cũng làm một số video về điện thoại di động để cho những ai chưa biết về cấu hình, chưa biết thông tin về cấu hình, không biết là một chiếc điện thoại cấu hình bao nhiêu là phù hợp để mà dùng những tác vụ cơ bản. Tác vụ cơ bản bây giờ thì các bạn hình dung này, RAM 4GB là không đủ. 4GB đã là không đủ để mà các bạn dùng được lâu dài. Cho nên là các bạn tối thiểu phải là 6GB. Nếu được thì hãy mua những chiếc điện thoại RAM 8GB các bạn nhé. Giá nó không đắt đâu. Với một chiếc A05s ở Thế Giới Di Động mà bán cũng gần 4.000.000 hay là hơn 4.000.000 gì đó. Còn một chiếc Samsung A15 đấy, giá là cũng chỉ là 4.200.000 thôi. Đấy, khi mà mua Shopee thì có mã giảm giá, đợi những cái đợt khuyến mại giảm giá các bạn. Bạn áp mã vào giảm thêm mấy trăm nghìn nữa thì chiếc Samsung A15 nó chỉ giá nó gần 4.000.000 thôi. Khoảng 3.800.000 gì đó, đúng không? Thì RAM 8GB bây giờ nó không hề đắt các bạn nhé. Thường thường những cái chiếc điện thoại mà RAM 8GB ấy, thì nó có cùng một con chip đủ dùng. Đủ dùng để các bạn chụp ảnh, xem phim, thực hiện đầy đủ các cái tác vụ cơ bản, rồi chơi game, những cái game cơ bản. Rất là thoải mái các bạn nhé. Đó là về việc là chọn mua điện thoại cho những ai không biết. Và mình sẽ để những đường link mua những chiếc điện thoại này ở phía dưới. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách click và mua theo những đường link đó, đảm bảo là giá là nó cũng được là rẻ nhất thị trường, chuẩn là chính hãng, bởi vì mình đã mua qua những cái shop đó rồi. Mình bây giờ đã đăng ký thành công cái tiếp thị liên kết rồi. Các bạn mua qua cái đường link đó thì cũng coi như là ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Mình sẽ được hoa hồng đâu đó khoảng 5-10.000 gì đó trong mỗi một đơn hàng, tùy vào giá trị đơn hàng. Thì các bạn mua đường link theo đường link của mình thì cũng giá nó vẫn thế, và có cái sự đảm bảo của mình khi mà mình đã từng mua hàng ở những cái đơn vị đó. Đó nghĩa là các bạn dù có tìm trực tiếp trên Shopee hay là click theo đường link của mình thì giá trị nó vẫn thế thôi. Chỉ khác là mình là người giới thiệu ở cái liên kết đó cho các bạn thôi nhé. Hãy gác câu chuyện điện thoại qua một bên. Thì tiện thể đây mình cũng nói về vấn đề trả góp. Hôm trước thì chị mình cũng lại định mua trả góp điện thoại cho đứa con gái của chị để mà bán hàng online. Thì đấy, các bạn hình dung là với những người mà thu nhập không cao ấy, phải lo rất là nhiều chi phí hàng tháng. Thì mỗi khi mà muốn mua một cái món đồ nào đó, nó có giá trị khoảng tầm 3-4.000.000, nghĩa là sẽ bằng khoảng một nửa cái tiền lương của chị mình hàng tháng. Chị mình lương chỉ tầm 7-8.000.000 một tháng thôi. Đấy, thì khi mà mua những cái món đồ mà chiếm đến một nửa tiền lương ấy, thì thường thường là những người thu nhập thấp thì họ sẽ nghĩ ngay đến trả góp các bạn ạ. Thì tiện đây mình cũng bàn về vấn đề trả góp. Trước đây mình cũng đã nói về cái vấn đề mua hàng trả góp cũng như là mua xe trả góp. Thì mình có khẳng định với các bạn là người giàu đối với mình là không có khái niệm phải trả góp các bạn ạ. Cái quan điểm này thì có những động chạm vào rất là nhiều người vẫn đang mua trả góp. Cho nên là người ta khó chịu khi mà bị nói rằng vay trả góp thì nghĩa là chưa giàu. Vay trả góp là tư duy của người
không biết quản lý tài chính. Đây thì có một bạn đây vừa mới bình luận đây, người giàu người ta vẫn vay trả góp. Ông không tin cứ hỏi bạn bè người thân làm tín dụng ngân hàng sẽ biết. Tiền họ có khoản gửi ngân hàng tiết kiệm, tiền tươi một cục lúc nào cũng có. Nhưng cái gì mua trả góp được họ vẫn mua, khoản nào nó ra khoản đấy chẳng quan hệ gì với nhau cả. Khi mà người ta có một khoản tiền ấy, một cục ấy, thì thường thường ít người mua trả góp lắm các bạn ạ. Có hâm mới mua trả góp, bởi vì mua trả góp là sẽ bị chịu lãi ngân hàng, bị chịu lãi các bạn nhé. Và các bạn hình dung này, khi mà các bạn mua một cái sản phẩm giá mà các bạn chỉ trả trước khoảng 20-30%, thì nếu như họ bán cho bạn với cái giá rẻ đó mà họ không lấy lãi thì họ lãi ở đâu các bạn? Họ cho các bạn vay tiền ấy, tiêu dùng trước thì chắc chắn là họ sẽ phải lấy lãi từ các bạn nhé. Lấy lãi từ hình thức nào? Qua rất nhiều hình thức. Ví dụ như các bạn mua ô tô hoặc mua xe máy, các bạn thấy họ tính toán là trả góp không đồng, các bạn cho rằng là ngon đấy, trả góp không đồng tội gì không mua. Nhưng mà thực tế thì sau khi mua thì các bạn sẽ vướng vào một số cái vấn đề, ví dụ như là giấy tờ xe thì các bạn sẽ không được cầm này, ngân hàng sẽ cầm giấy tờ xe đấy. Rồi thì hàng tháng thì các bạn sẽ phải mang tiền đến đóng cho ngân hàng. Rồi thì các bạn sẽ phải mất thêm một số chi phí nhỏ kiểu như dạng phí thu hộ này, rồi bảo hiểm thân vỏ là các bạn cũng phải mua. Đấy, còn mình đây, mình không phải mua bảo hiểm thân vỏ các bạn nhé. Nói chung là các bạn mua trả góp thì sẽ không có quyền tự quyết. Đấy, các bạn sẽ phải tuân thủ theo một số cái quy định của họ. Bảo hiểm thân vỏ mỗi năm là nó khoảng 7-8 triệu. Đấy, mình không có mua, và sau khoảng hơn 2 năm vừa qua thì mình cũng đỡ được là gần 20 triệu. 3 năm là mình cũng đỡ được coi như là cũng hai mấy triệu rồi. Đấy thì các bạn mua trả góp các bạn sẽ mất, chắc chắn mất số tiền đó, nhưng bản thân gỏ không phải là không có giá trị đúng không? Tuy nhiên thì thực sự là thực tế thì nếu như chúng ta đi cẩn thận ấy, cái việc mà phải sử dụng bản thân vỏ nó cũng không có nhiều đâu. Nó cũng rất là khó xảy ra đấy. Và cái bản thân vỏ này khi mà các bạn đi các bạn sửa thì các bạn mất chế tài ấy, bây giờ 550 nghìn một lần. Đấy, ví dụ như các bạn xây xước sơn cơ bản thôi, va quệt nhẹ thôi, thì các bạn ra ngoài làm ấy, nó chỉ hết có vài trăm đến một triệu thôi. Trong khi các bạn được làm luôn, còn đâu là bảo hiểm thì các bạn sẽ mất là 1 đến 2 ngày, có khi lâu hơn, bởi vì là còn phải chờ đợi người ta xác minh đấy, những cái vết va quệt này có phải là do bạn tự gây ra hay không. Đó, nói chung là nó lằng nhằng đấy. Thì thay vì là các bạn đóng 7-8 triệu một năm thì các bạn có thể dùng 7-8 triệu đó để mà chủ động mà đi mang ra bên ngoài sửa hoặc làm lại nó nhanh gọn các bạn ạ. Rồi nói chung là trong cái quá trình mà vay trả góp thì các bạn sẽ mất thêm một số chi phí nhỏ, chi phí mà chỉ sau khi mà làm xong hợp đồng các bạn biết thôi. Cái này mình chưa mua trả góp bao giờ cho nên mình chưa có rõ, nhưng mà mình có xem một số cái chia sẻ của các khán giả ở trên kênh ấy, người ta cũng chia sẻ là như vậy. Thế cho nên là có tiền tươi luôn, một cục luôn, thì những người mà gọi là giàu ấy, người ta không có hâm mà người ta vay trả góp cho lằng nhằng các bạn ạ. Người ta tiền tươi thóc thật luôn, như ông sếp cũ của mình mua cái gì ông tiền tươi thóc thật luôn, nhưng mà bù lại là ông ấy không có mua những món đồ đắt tiền các bạn ạ. Ví dụ như điện thoại di động mà này kia thì ông chỉ mua những cái điện thoại rẻ tiền nhất của iPhone thôi, ví dụ iPhone 11 chẳng hạn, cùng lắm là iPhone 12 đó. Thì mua những điện thoại rẻ tiền nhất thì nó giá nó rẻ này, công năng sử dụng nó cũng không thua những điện thoại đắt tiền, mà người ta không phải trả góp các bạn ạ. Trả góp thì thường ấy là những người mà mua những món đồ mà vượt quá cái khả năng chi trả của họ ấy, vượt quá gấp nhiều lần các bạn. Người ta phải mất nhiều tháng để mà người ta gom được đủ tiền, người ta không có đủ cái sự kiên trì đó, cho nên là người ta muốn là mua luôn, người ta muốn mua luôn vào ngay, người ta không có tiền mặt. Tiền mặt thì thực sự ví dụ như một chiếc điện thoại di động mà tầm chục triệu thì với mình thì mua đơn giản, còn với sếp của mình, sếp cũ của mình thì mua lại càng đơn giản đúng không? Nhưng tại sao người ta cũng chỉ là mua điện thoại 10 triệu thôi, người ta không mua điện thoại 30 triệu, mặc dù là thu nhập của người ta là một năm, một tháng đi là năm vài trăm triệu đi. Đó. Nhưng người ta vẫn không có lựa chọn những cái món đồ đắt tiền, đó, dù thu nhập người ta rất là cao và người ta rất là sẵn tiền. Thì ở đây mình muốn nói là người sẵn tiền dư giả tiền sẽ không mua những cái món đồ mà vượt quá khả năng chi trả. Mà để mà vượt quá khả năng chi trả của người giàu ấy thì là phải là những cái món đồ có lẽ là lên đến vài trăm triệu đến
vài trăm triệu trở lên, bởi vì là cái đó là những cái dòng tiền người ta không có sẵn, đúng không? Không phải người ta không có đủ tiền mà người ta không có sẵn cái dòng tiền nhỏ lẻ, cái dòng tiền mà để mà sinh hoạt, mua sắm cơ bản, đúng không? Thì cái ý ban đầu của bạn này mình không có đồng ý, bởi vì là có tiền tươi có một cục thì bạn bảo là họ vẫn mua trả góp. Mình cho rằng là những người như vậy quản lý tài chính vẫn chưa được tốt. Rồi thì ông bị ám ảnh quá khứ nghèo khó, nợ nần nó thành bệnh tâm lý rồi, nên cứ nhắc đến nợ là ông dãy nảy lên, chứ trên đời nguyên lý căn bản của chả ông nào giàu mà không đi vay nợ cả. Đúng rồi, giàu người ta đi vay nợ, người ta vay nợ tiền to, đúng không? Chứ chả có ai mà đi vay nợ mấy cái đồ lặt vặt kiểu dạng như là trả góp điện thoại, trả góp ô tô. Tại vì là nếu mà đã nói đến giàu ấy, thì cái điện thoại và cái ô tô nó là những cái thứ mà không có vấn đề gì để mà người ta phải trả góp mới mua được cả. Đấy, người giàu thì cái điện thoại 20-30 triệu hoặc là một cái ô tô vài trăm đến 1 tỷ, đó là cái rất bình thường. Còn những người mua trả góp thì đa phần là những người không có đủ tiền mua những món đồ đó. Và cái giàu cái đó của họ có phải là cái giàu thực hay không, hay là họ chỉ là giàu gọi là phong bạt, giàu gọi là vay mượn, đúng không? Bạn còn nói là phải edit lại, không thể nào ông cũng bắt bẻ câu chữ người mua đồ trả góp chưa chắc đã là người giàu cũng chưa chắc đã mua trả góp. Mình cho rằng là người đã mua đồ trả góp thì đa phần là không phải người giàu, và người giàu thì mình cho rằng là cũng không có thích mua đồ trả góp các bạn ạ. Nhưng phần lớn những người giàu biết làm ăn kinh doanh, người ta sẽ biết được những cái lợi của trả góp. Nên đừng khẳng định không ai giàu mà không mà mua trả góp. Có lẽ bạn ấy làm về tín dụng, hoặc là bạn ấy cũng không phải là người giàu, cho nên là bạn ấy mới nói cái câu là người giàu biết làm ăn kinh doanh, người ta sẽ biết được những cái lợi trả góp. Nghĩa là bạn ấy khuyến khích là các bạn hãy mua đồ trả góp đi, mua trả góp đi, đừng có nghe ông Văn Sáng này. Đúng rồi, các bạn càng mua trả góp nhiều thì các cái công ty tài chính của họ mới làm ăn được, đúng không? Còn ai cũng như ông Văn Sáng này thì những công ty đó đóng cửa hết à? Nó chỉ có mang cái tính chất là khuyến khích người ta vay trả góp đi mà thôi, đúng không? Và cũng không có một tí gì gọi là cái góc nhìn của những người biết quản lý tài chính và những người mà có dư giả về mặt tài chính thật sự, các bạn ạ. Mình nhìn những người giàu có xung quanh mình ấy, mình đã từng tiếp xúc ấy, cách chi tiêu của họ khá là tiết kiệm các bạn ạ. Họ tính toán từng đồng nhỏ lẻ luôn, chứ không có chuyện là họ mua những món đồ đắt tiền rồi lại đi vay trả góp để chịu lãi đâu. Một chiếc ô tô này, các bạn hình dung là ví dụ ô tô là một tầm 550 này, 500 triệu này, khi mà vay trả góp trong vòng 7-8 năm ấy, thì sau khi trả xong các bạn tiền lãi nó phải rơi vào khoảng hơn 100 triệu. Thì một chiếc xe 500 triệu thì nó sau khi trả góp xong nó phải rơi vào khoảng 600-650 triệu là ít các bạn ạ. Thì một người mà biết quản lý tài chính ấy, người ta có mua trả góp để mà chịu lãi mức độ cao như vậy không các bạn? Lãi tầm 100-150 triệu thì nó tương đương với tận là 20% giá trị của chiếc xe rồi. Như vậy là quá cao các bạn ạ. Và những người mà người ta dư giả về tài chính, người ta giàu có thật sự ấy, người ta không muốn lằng nhằng việc đóng lãi gốc hàng tháng đâu, rồi bị những cái công ty tài chính đó, ngân hàng đó, người ta gọi điện dục thúc dục cho đau đầu các bạn ạ. Ta mua một phát xong luôn đó, chả hơi đâu người ta phải lằng nhằng trả góp, rồi phải chịu những cái ví dụ như là bị cầm mất giữ mất giấy tờ này kia, đúng không? Đấy, như mình đã chia sẻ đấy, cái việc mua xe máy trả góp các thứ nó cũng khiến giá trị của chiếc xe máy đó đội lên rất là nhiều, kể cả điện thoại di động. Các bạn cứ bị các cái cửa hàng nổi tiếng, cửa hàng lớn họ khoe là trả góp không đồng, nhưng thực tế thì khi các bạn đi trả góp đi, các bạn sẽ có những cái chi phí phát sinh thêm mà nhiều người vẫn đang mắc phải, và sau khi mà bị dính một lần ấy, người ta sẽ không bao giờ quay trở lại mua trả góp nữa các bạn ạ. Nên nỗi ám ảnh cả đời luôn. Chắc không biết này, nếu như các bạn mua trả góp qua thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được tính mức lãi suất 0% tại một số cửa hàng có liên kết với ngân hàng. Nhưng thay vào đó, bạn sẽ phải mất một khoản tiền, đó là phí chuyển đổi trả góp. Mức phí chuyển đổi trả góp này thường sẽ tương đương với tiền lãi, nhưng trong một số trường hợp mà số tiền này còn cao hơn so với mức lãi suất. Phí chuyển đổi trả góp thường sẽ được tính dựa trên giá trị của sản phẩm. Đây là khoản tiền bắt buộc khách hàng phải thanh toán cho ngân hàng.
Đó, cái phí chuyển đổi trả góp này nó chính là tiền lãi đấy các bạn ạ. Cho nên là nhiều người cho rằng là trả góp không đồng nọ kia có thể tín dụng ấy, thì là sai lầm nhé. Thực tế thì nó sẽ không phải là không đồng đâu. Và cái phí thu hộ đây, ví dụ như khách hàng A mua điện thoại giá 24 triệu, hỗ trợ trả góp không đồng qua thẻ ngân hàng. Bảng tính trả góp được tính trường hợp trả góp thời hạn 6 tháng, không tính phí chuyển đổi trả góp, không lãi suất. Vậy số tiền khách hàng A phải trả tính bằng 0% lãi, không phí chuyển đổi, tương ứng với mỗi tháng khách hàng A phải trả bằng 4 triệu nhân 6 tháng bằng 24 triệu. Trường hợp trả góp trong 9 tháng, tính phí chuyển đổi trả góp theo quy định tại ngân hàng là 3,7% trên giá trị đơn hàng. Phí chuyển đổi trả góp 880.000 tính dựa trên 3,7% của 24 triệu. Vậy số tiền khách hàng A phải thanh toán cho ngân hàng ABC là 2,66 nhân 19 tháng là cộng với 880.000, đó là 24 triệu 880.000. Nghĩa là lãi là 880.000 trong vòng 9 tháng của 24 triệu đó các bạn. Trường hợp trả góp trong thời hạn 12 tháng, tính phí chuyển đổi trả góp theo quy định ngân hàng ABC là 8,8% trên giá trị đơn hàng. Ta có số tiền mà khách hàng phải thanh toán cho ngân hàng bằng 2 triệu nhân 12 tháng cộng với 1,152 triệu bằng 25 triệu 152 nghìn đồng. Cho nên khi mua trả góp qua thẻ tín dụng thì nhiều người cũng bị dính cái trò gọi là cái phí chuyển đổi trả góp này. Nó rất là cao các bạn ạ. Nó khá là cao đấy, không hề rẻ đâu. Nó tương đương với lãi suất ngân hàng đấy, không phải rẻ đâu các bạn nhé. Đó, không có gì là miễn phí ở đây cả. Và các bạn thường thường các bạn mua trả góp thì ví dụ như ở các cửa hàng di động lớn chẳng hạn thì các bạn mua phải giá cao đúng không? Ví dụ như là mình vừa nói Thế Giới Di Động bán cái con Samsung A35 này giá là gần 8 triệu, trong khi mình mua ở ngoài giá chỉ có hơn 6 triệu thôi. Đấy, thì chênh lệch là gần 2 triệu rồi. Thì họ không cần lấy lãi trả góp thì họ đã ăn chênh lệch là gần 2 triệu so với các cái cửa hàng online rồi các bạn nhé. Thì đó chính là cái tiền lãi đấy. Đó, các bạn sẽ mất đi một số những cái lợi ích và mua cái giá trị nó thấp hơn đấy, đúng không? Nói chung là cái nọ bù cái kia thôi. Các bạn không có tính toán thông minh hơn được những cái chủ cửa hàng đâu. Tại sao các chủ cửa hàng họ rất là thích các bạn mua trả góp đúng không? Ông trả góp các bạn sẽ mua được những cái món hàng có giá trị lớn hơn thay vì là các bạn mua những chiếc điện thoại rẻ tiền như con Samsung A35 này. Thì các bạn người dùng là mình vào cửa hàng đó thì sẽ được khuyến khích là anh ơi anh hãy mua những con điện thoại iPhone 15 Plus gì đó đi, những cái điện thoại hơn 20, 30 triệu đi. Trả góp bây giờ đơn giản lắm, anh chỉ mỗi tháng anh chỉ đóng có 2-3 triệu thôi, đó là sở hữu điện thoại thế rồi. Rất đơn giản, mình sẽ bùi tai mình cho rằng là mỗi tháng chỉ đóng vài triệu thôi thì có ngay con iPhone xịn sò, nó tội gì đúng không? Nhưng mà thực tế thì đấy các bạn, khi các bạn mua sắm kiểu đó thì đó là những hành vi mua sắm không hề thông minh, khiến cho các bạn sẽ ngày càng nghèo đi, luôn luôn phải ngập trong nợ nần. Và những người mà làm về mảng tín dụng thì sẽ không có thích xem cái video này. Cũng như là những cái tư vấn viên bán hàng điện thoại, bán ô tô ấy, họ sẽ không có thích Văn Sáng Vlog. Bởi vì Văn Sáng luôn luôn khuyên mọi người là mua sắm phải dựa trên là tính toán kỹ lưỡng xem thực sự nhu cầu có cần thiết hay không. Ví dụ ô tô ấy, các bạn đi một năm mà không nổi được 10.000 km thì các bạn mua thực sự là quá phí tiền. Nhiều người cho rằng bây giờ một chiếc ô tô lại mua trả góp nó cũng đơn giản đúng không? Mỗi tháng chỉ có mất 5 đến 6 triệu hoặc là 7 8 triệu một tháng thôi. Tội gì mà không mua để mà đi chạy Grab để mà có thu nhập là 20 triệu một tháng. Khi đó thì vừa có công việc tự do thoải mái, vừa có khoản tiền thu nhập cao hơn đi làm thuê khá nhiều đúng không? Nhưng mà thực tế thì khi bập vào mua trả góp một chiếc xe ô tô thì các bạn không tính đến những cái rủi ro nó có thể xảy ra, ví dụ như là trong tháng đó các bạn có gặp những cái tai nạn rủi ro nào hay không. Có những người tai nạn nặng thì còn hỏng tan tành luôn cả cái xe, có người thì bị bệnh tật phải đi viện đấy thì lại không không có lái được xe, không có tiền để mà trang trải trả góp. Có người thì sau khi chạy Grab thì lại thấy mức cước rẻ quá, nó không có đủ để mà
trang trải cho lãi và gốc rồi không có đủ để mà bù lại được cái tiền khấu hao xe các bạn ạ. Thành ra sau 5 năm, 5 năm chạy Grab chẳng hạn thì họ chỉ có đủ tiền sinh hoạt rồi trả lãi gốc rồi khấu hao con xe đó sau 5 năm xe nó tã, rất là tã rồi thì liệu rằng là họ để ra được bao nhiêu hả các bạn? Đấy là đối với những người mà đi chạy dịch vụ. Còn những người mà mua chỉ để coi như là đi lại sử dụng hàng ngày, thực ra không phải hàng ngày mà có những người chỉ đi trong hàng tuần thôi, chỉ có về quê thì mới đi thôi. Đấy, thì thực sự nó là quá lãng phí các bạn ạ. Rồi mua xe thì hàng tháng lại mất thêm 1 triệu, hơn triệu tiền gửi xe đúng không? Rồi rửa xe 1 năm cũng hết mấy triệu. Đấy, thì, gửi xe 1 năm hết 10 mấy triệu. Đó, đủ các loại chi phí phát sinh, rồi bảo dưỡng, bảo trì, rồi một số cái hỏng hóc chẳng may nó xảy ra. Đó, những cái chi phí mà nó nhỏ lẻ, nó tích lũy theo coi như là tổng thể 1 năm, nó gom lại nó rất nhiều tiền các bạn ạ, vài chục triệu. Đấy, thì mình cũng đã đưa ra con số chung đó là ít nhất phải đi hơn 10.000 km 1 năm thì hãy nên mua xe các bạn nhé. Trên đây là một số chia sẻ của mình về vấn đề trả góp. Tại sao mình vẫn khẳng định những người vay trả góp là những người chưa thực sự đối với mình là giàu, cũng như là vay trả góp sẽ khiến các bạn nghèo đi, sẽ nghèo đi và sẽ lâm vào tình trạng là không có đồng để ra, cũng như là đây là một cái hình thức là bẫy nợ các bạn ạ. Bẫy nợ mà lâu dần các bạn phụ thuộc vào nó, các bạn sẽ rất là khó để tích lũy. Luôn luôn trong tình trạng là căng cứng, phải đi ra ngoài kiếm tiền, lao động kiếm tiền để mà trả được tiền lãi vào gốc. Cuộc sống như vậy thì nó rất là căng thẳng, nó rất là nhàm chán các bạn ạ. Cho nên là mình không lựa chọn trả góp, để cho tinh thần của mình nó được thoải mái các bạn nhé. Nợ nần treo trên đầu chưa bao giờ là sung sướng cả các bạn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.